Welcome cả em trở kênh DHPG của mình hôm nay. Tiếp tục với con game mới Tân Ba Quy Truyền Kỳ thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em kỹ năng ngày đầu tiên. Ngày đầu thì anh em dân chú ý cho mình mấy cái quan trọng đây. Đầu tiên quan trọng nhất là về phần tướng. Nếu anh mà có nhiều gian cố gắng dồn ra nhiều con tướng ngon rồi anh em chơi tiếp. Nhất là con tướng đỏ ấy. Và anh em qua chương 2 thì nó sẽ cho anh em chọn lước. Lước là sẽ được hai con tướng cam của hệ đấy. Và con 10 vé đầu tiên ấy thì nó sẽ ra con tướng cam của hệ đấy luôn. Lên ấy. Anh em mở xác định chơi game này tốt nhất là cứ nghiên cứu qua ấy, rồi anh em chỉ nó sẽ ok hơn. Tiếp đến anh em chú ý cho mình về phần chiêu mộ tướng. Game này khi anh em chiêu mộ đủ 100 lần thì nó sẽ có cái danh sách tâm nguyện. Tâm nguyện là sẽ có một con đỏ cộng với hai con cam và một ngày nó sẽ reset một lần. Tức là một con tướng anh em chỉ được nhận một lần thôi. Và chú ý thêm, nó sẽ có phần trăm ra nhưng mà phần trăm này không phải là tỷ lệ ra mà là phần trăm khi anh em ra tướng cam đỏ thì nó sẽ có phần trăm ra tướng tâm nguyện. Ví dụ anh em quay 20 vé ra một con cam thì nó sẽ có 30% ra con tướng tâm nguyện. Và anh em mà hên ấy, mà ra tướng đỏ thì nó có 60% ra tướng tâm nguyện đỏ lên ấy. Cái này không phải là phần trăm tỷ lệ. Nhiều anh em cứ kêu ca ấy là quay 200-300 vé không ra một con đỏ nào mà tỷ lệ tận 60%. Anh em chú ý nhá. Game này được cái là tướng lam tím cam ấy, kể cả tướng đỏ nó chênh không nhiều chỉ số, mặc dù nó chênh chỉ số nhiều nhưng mà cái phần trăm nội tại các thứ ấy thì nó cũng thêm khá khá nhé. Nói chung là cái con tướng đỏ game này ấy, thì nó không chênh với con tướng cam quá nhiều. Anh em có thể chơi tướng cam đầu game ok, về sau khi mà có tướng kim khéo khi mấy con tướng cam 5 6 sao ấy anh em vẫn chuyển được nhá. Tiếp đến anh em chú ý cho mình, à quên, anh em nông dân chú ý nhá, khi anh em quay ra tâm nguyện hai con cam rồi ấy, anh em ngừng không quay nữa, tại vì đầu game anh em rất là nhiều vé quay nên là kiểu gì anh em cũng xong hai con tâm nguyện thôi, nhưng mà về sau ít vé anh em mà xui nữa ấy, kéo khi còn không được một con tâm nguyện lên ấy, đầu game anh em nhớ tích vé, đợi đến ngày hôm sau anh em quay ra hai con tâm nguyện ra lứa lại tích tiếp, cứ thế anh em gấp cháo lên ấy, như thế anh em sẽ tối ưu về phần tướng cam nhá. Chú ý cho mình cái này, tại vì tướng cam nó chỉ có 30% thôi, tức là gì, tức là nếu anh em quay lên ấy một lần ra luôn, tức là 40 vé là anh em sẽ ra hai con, nhưng mà nếu anh mà xui ấy, khéo khi anh em quay 80 đến 100 vé mới được một con tướng cam tâm nguyện. Đây anh em chú ý cho mình về phần quay tướng nhá. Tiếp đến là về phần tướng ấy. Về tướng thì mình đã làm một cái video riêng ấy. Anh em nào mà chưa xem thì xem lại tham khảo nhá. Video mình sẽ nói qua qua. Đầu tiên là bên quần hùng ấy. Nó sẽ có hai con tanh. Đầu tiên là con thuần tanh phản đêm đồng trác. Thứ hai là con không thuần tanh nhưng nó là kiểu dạng tanh hiệu ứng nhá. Đây khi lên hay sao phải không? Khi chịu sát thương thì nó sẽ có 50% là tỷ lệ kèm trạng thái đóng băng ấy thì nó sẽ có tỷ lệ hút máu. Đây em đọc qua cái hàn độc, mục tiêu chịu đóng băng và trúng độc hồi 12% HP đa cho mục tiêu có lượng máu ít nhất beta. Anh em chú ý nhá, cái con game này ấy, thì nó sẽ có hai dạng, nó không giống nhau nhá. Ví dụ như con này phải không, đóng băng và trúng độc, nhưng mà cái con viên thiệu ấy mình nhớ là đóng băng hoặc là trúng độc nhá. Đâu viên thiệu đâu nhỉ, đây viên thiệu này. Mặc dù ấy mấy cái tên kỹ năng nó hao hao nhau nhưng mà nó cũng khác nhá. Không biết game này có dịch sang nhỉ? Mình bỏ qua đi. Nhá, hạt đầu này. Khi mục tiêu chịu đóng băng hoặc trúng độc, anh em chú ý nhá. Hoặc trúng độc, tức là nó chỉ cần dính đóng băng hoặc là trúng độc ấy thì nó sẽ hồi 12% HP đa cho mục tiêu có lượng máu ít nhất beta. Hình như là 12% HP đa này ấy, là của con tướng xong nhỉ? Cái này mình chưa rõ nữa, tại vì mình đánh trận ấy thì có lúc nó hồi nhiều, có lúc hồi ít. Hình như là HP của lộ tại con tướng em ơi. Hình như thế em ơi. Hay như là cái hoạt động phải không? Gây sát thương bằng 12% HP ra khi mục tiêu chịu thiêu đốt hoặc thiêu đốt. Ơ khoan á, game nó dịch sai sao nhỉ? Sao lại chịu thiêu đốt hoặc thiêu đốt? Game này thấy cấn cấn nếu gì nhỉ? Hình như là thiêu đốt và thiêu đốt thì phải nhỉ? Thôi bỏ qua em ơi. Mấy cái rối rối quá là mình sẽ bỏ qua nhá. Mà con viên thiệu này đêm nó là trúng độc nhá. Đêm trúng độc nhưng mà nội tại của nó là hỏa độc cộng với hàn độc. Ơ khoan á, hàn độc có độc ok rồi nhưng mà sao hỏa độc nó không có độc nhỉ? À hóa ra mình soi qua mấy con khác nhá. Thôi này tạm thời bỏ qua em ơi, mình hướng dẫn qua về tướng đã. Cái con văn xú này thì nó sẽ có thêm cái đóng băng khi địch đánh nhá, 50% này. Nên anh em mở cover mấy con hiệu ứng thì nó sẽ ok hơn nhá. Nói chung bên của này nó có rất là nhiều kiểu build ơi. Đây mình sẽ nói qua nhá, ví dụ như anh em chơi hai con tanh phải không? Anh em chơi mấy con đóng băng mới trúng đầu ấy thì nó sẽ hồi máu tiếp tục. Và con đồng trác này thì nó có thêm cái phản sát thương nữa. Chắc đợi khi mình rảnh mình sẽ thử test cho em xem nhá. Và tiếp đến là cái team hiệu ứng ấy, anh em chú ý cho mình là hai con tay nhá. Tiếp đến là con đêm lá lấy nhỉ, cái con đốt nhá, và con đêm độc viên thiểu. Đây chú ý cho mình hai con đêm này, với con đêm hoa hùng cộng với công tôn toán cũng được nhá.
Nhưng mà mấy con này đêm hàng ấy nó sẽ không tối ưu bằng mấy con đêm ngẫu nhiên viên tiểu với con lá linh ý. Còn tướng đồ ấy, thì em ưu tiên cho mình lưu bố trước rồi đến con giả hủ này. Và bên quần này thì nó không có con tướng búp máu ấy, nên anh em có thể chơi một con búp máu của hệ khác nhá. Tiếp đến là về hệ ngô ấy. Hệ ngô anh em chú ý cho mình con tanker chu tái này. Thứ hai con búp máu bộ linh sư này. Còn về tướng đêm anh em chú ý cho mình con thái sử tử cộng với con cam linh. Mà nếu anh em mà quay ra nhiều con hoàng cái cho làm đêm được nhá. Hoàng cái này ấy, kỹ năng nó hơi tù tí, nó đêm hàng ngang. Nhưng mà nó sẽ có thêm tái. Khi vào kích nó sẽ hồi một độ khí. Và khi nó mở cái trừng xích ấy, thì tấn công chắc chắn sẽ kích và tăng thêm sát thương 20%. Khá là ngon em ơi. Riêng cái con hoàng cái này mà nó đêm như con thái sư tử ấy, hoặc là đêm ngẫu nhiên ấy, cực phẩm luôn nhá. Và anh em chú ý thêm cho mình cái con tôn hương cộng với con trước chiêu nhá. Cái con tôn hương ấy, khi dùng kỹ năng ấy thì nó sẽ xóa một tầng xiềng xích cho hai báo tướng gây sát thương có số xiềng xích ít nhất. Ít nhất ấy, anh em ở xếp cái con nào đứng chơi thì nó sẽ xóa cho đấy nhá. Chú ý cho mình này. Và con Trương Chiêu. Trương Chiêu này khi ông tưởng ấy thì nó sẽ xóa hai tầng xiềng xích cho báo tướng gây sát thương có hệ số xiềng xích thấp nhất với ta. Anh em chú ý nhá. Bên ngô này thì nó sẽ có mấy dạng xóa xiềng xích ấy, như là xóa của mấy con tướng búp máu này, hay xóa của mấy con tanker này, và xóa của mấy con tướng sát thương nhá. Thì cái con Trương Chiêu cộng với cái con Tôn Hương ấy, thì nó xóa cho mấy con tướng sát thương. Tướng sát thương hay tướng tanker anh em chú ý đây nhá. Đây gây sát thương này. Hay như con Chu Thái ấy, thì nó tên là Khiên Người nhá. Khiên Người là tanker. Còn về tướng đỏ bên Ngô ấy mình thấy hai con ok hết em ơi. Anh em thích chơi nào cũng được. Còn bên Thục thì anh em nên ưu tiên Triệu Vân trước rồi đến ra gian nữa. Còn tướng Cam anh em chú ý cho mình cái con búp máu Quan Người Bình cộng với con Trương Kinh Thái ấy. Và anh em chú ý thêm cho mình con liên kích từ từ nhá. Anh em chú ý đọc cho mình. Đây, bị động nhá. Kèm theo trạng thái liên kích, mục tiêu liên kích cho hai báo tướng gây sát thương phe ta. Mỗi lần hành động xong đều có tỷ lệ 30% hành động tiếp theo. Khi kích hoạt liên kích nó sẽ trừ hai độ khí. Độ khí là của con từ thứ này nhá. Nói chung là một hiệp mắc là nó sẽ liên kích hai lần thôi. Mở tướng sát thương bên này anh em chú ý cho mình cái con Hoàng Trung cộng với con Trung Dung. Và cuối cùng là bên Ngụy. Đầu tiên quan trọng là con tướng support Tào Dung. Anh em mà không quay ao này ấy, thì cho vào tông nguyện kiếm một con để lấy cái lo tại nhá. Đây kỹ năng bị động nó. Khi báo tướng khống chế này, tấn công nó sẽ hồi một điểm độ khí, tối đa kích hoạt hai lần. Tướng tanh anh em chú ý cho mình con Hào Đôn nhá. Búp máu là con Tần Hiến Anh. Còn đêm anh em chú ý cho mình con Hứa Trừ cộng với con Điền Vi. Đây là hai con đêm cơ bản nhá. Nếu anh mà muốn chơi sát thủ anh em chú ý cho mình con Vương Dị cộng với con Trương Cáp và con Trương Xuân Hoa nhá. Đây như con Vương Dị phải không? Đồ tại này phóng kỹ năng hồi một điểm lộ khí mà bị choáng cái con Táo Dung nó bút thêm một lộ khí nữa. Nên là bên Ngụy này nó sẽ lộ liên tục luôn em ơi. Đây kỹ năng nó nhá, gây sát thương cho võ tướng hàng ngang phe địch. Có tỷ lệ 50% kèm trạng thái liên liệt duy trì một hiệp. Anh em mới chơi con Hứa Trừ thì lên chơi con Vương Dị nhá. Hai con đều là đêm hàng ngang. Mời con Hứa Trừ này địch mà nó dính cái hiệu ứng khống chế chắc chắn sẽ báo kích nhá. Cô với con Vương Dị rất ngon. Nói chung chung ấy, anh em ở chơi hao này cho con Vương Dị lộ trước rồi đến cái con Hứa Trừ. Còn về con Điển Vi nó đêm đơn rất là ngoan em ơi. Nó sẽ tăng sát thương lên tướng bị dính khống chế. Còn về việc kim bảo có lên xả để quay tướng không ấy, cái tùy em thôi ấy. Ngày đầu anh em có thể khô máu nhưng mà ngày hôm sau anh em đừng khô máu nhá. Cái con game này tốt nhất là kim bảo anh em chỉ cần đầu tư cho mình ở cái tăng quân hàm thôi, còn lại anh em tích kim bảo mình. Tại vì đầu game ấy, game màu đá nhá hàng cái vé quay hàng giờ em ơi. Đây cái vé chiếc bộ hàng giờ. Đây chiếc bộ nhá, event nhân tài kiệt xuất chưa mở này. Chắc tầm ngày 8 nó mở em ơi. Lên ý, em cứ tích kim bảo cho chắc ăn nhá. Còn về cái quân hàm này em mà không biết thì chú ý này. Đây nó ở góc 1 giờ gần cái bảng xếp hạng. Đây từ 3 đến 4 anh em sẽ tốn 4 cái lục này, từ 2 đến 3 là tốn 2 cái. Và từ 4 đến 5 thì nó sẽ tốn 4 cái 5 nhá. Cái con kiếm này mình đang thiết kế là mình sẽ tự đầu bảng rồi mình sẽ đấu giá kiếm mấy này nhá. Tại giờ vào bảng tốt thì chắc chắn anh em sẽ mua bác giá cả tướng cả cái quân hàm. Lên anh mà có nhiều gian có thể tạo bang cả lon nhá. Đây ngày hôm nay anh em dân chú ý cho mình mấy cái quan trọng đấy. Cuối yếu là mấy cái lưu ý tính năng game. Trời rộng mây mây
sốc lạnh bi ai. Thương long ẩm hải. Lửa lan đồng cỏ. Đoạn mộng tiếng ngõ. Nước sáng tỏa hương. Thất tình trời sập. Công thành xương khô. Đoạn hải binh giác. Hồng cơ nhiễm hương. Thuộc hương khu kỳ tinh. Thuộc thiên khu kỳ tinh. Dây thái âm diễn thiên. Lửa lan đồng cỏ. Nước sáng tỏa hương. Dây thái âm diễn thiên. Công thành xương khô. Đoạn hải binh giác. Hồng cơ nhiễm hương. Trời rộng mây bay. Lửa thiếu dương nhật luôn. Đoạn mộng tiếng ngõ. Thất tình trời sập. Lửa thiếu dương nhật luân. Hương long ẩm hải. Lửa lan đồng cỏ. Nước sáng tỏa hương. Công thành xương khô. Hồng cơ nhiễm hương. Đoạn hải binh giác. Thất tình trời sập. Lửa lan đồng cỏ. Hồng cơ nhiễm hương. Nước sáng tỏa hương. Công thành xương khô. Đoạn hải binh giác. Phụng chiếu thảo tặc, có gì sợ hãi?